Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Cho Chồ Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Himya để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình đã nghe lời mấy anh em là mình sẽ tấn công cái khu vực và này, có thể là mình sẽ kiểm soát toàn bộ cái khu vực châu Phi này. Đó, kế hoạch của mình nó là như thế. Nhưng mà cũng phải để xem tình hình nó thế nào đấy, chứ còn bây giờ mà đánh ở châu Phi này thì quân của mình cũng có đang băn khoăn đây, không biết làm nào. Mà mình thì cũng không muốn tiến sang cái vùng Iberia lắm, mà trong khi kẻ thù vẫn có cả đất ở Iberia. Khó khăn đấy. Bây giờ làm như thế nào ấy? Làm thế nào thì mình chưa biết, nhưng mà trước mắt thì sẽ là đang vây cái thanh thằng này thì đập nó thôi đã. Rồi vâng, ok. Chỗ này đánh ở đâu ấy? Quân địch nó có quân tiếp viện nào mà. Không vấn đề gì lắm nhỉ. Cho ăn được. Bộ binh của chúng ta cũng tương đối chất, không phải xoắn. Mình nghĩ mình cần hai cái công trình tăng giáp và tăng khiên. Tăng giáp và tăng kiếm để nó búp đam cho lính. Chiến tranh là một cái gì đó mà chúng ta không thể biết trước được. Nhưng mà mình đang lo nhất là rất có thể chúng ta sắp chuẩn bị chiến tranh với Sassanid. Bởi vì khi mà chúng ta không còn nhiều đồng minh nữa, thì kẻ thù nữa, thì cái điểm tương quan giữa mình và Sassanid nó không còn nhiều. Và như vậy thì chiến tranh là bất kể lúc nào. Có một cái mà mình hơi ngán, đó là cái lính của mình đây thì nó khả năng tấn công thì khá tốt, khả năng công thành thì rất tốt, nhưng mà ở chỗ này là mấy cục đá à? Không nên, xếp thế hơi dở. Xem địa hình một chút xíu chứ nhở. Tại sao mình không nên xem địa hình một chút xíu? Chỗ này nó có một cái địa hình khá tốt này. Đây, chúng ta sẽ đứng ở trên một cái sườn núi như thế này thì khả năng tấn công nó tốt hơn. Hay nói đúng hơn là chấm kỵ binh tốt hơn. Mà kỵ binh của nó leo được lên thì nó cũng bị giảm tốc độ rồi. X-Men ready to march. Our orders at the ready. At the ready. Forever loyal. Battle group ready. Give them fire. Đủ bắn đến cái tháp canh. Battle group ready. Trận này mình có khá nhiều lạc đà, cái bọn lạc đà đời đầu này nó mạnh ghê nhá. Như này. Rất cao sức khỏe, xuất sắc chặn sát thương tầm xa, xuất sắc tấn công chống kỵ binh. Chống kỵ binh, sợ chưa? Lính đời đầu mà hổ báo vãi trưởng. Có hai khẩu pháo nó đang phải ra. Rồi.
À, có gì phải sợ bọn này. What? Pháo nó bắn đến đây à? Ôi pháo nó lạ kinh quá. Không đủ tầm bắn. Lạ chết, bấm một tướng nó đi cho nó nhanh kết thúc đánh. Cho nó lên đây, lạc đà mình sẽ tiếp. Sì. Già phải sợ. Our troops are being ambushed. Ambush á? Thằng nào ambush? Mấy con ngựa này mà đòi xông vào á? Tuổi gì thế? Pháo nó vẫn lã ở đây kìa. Tách từng đội ra đã. Sốc cho anh. Quay từng đội một. Lạc đà nó chả sợ gì hết. Nó nhấp nháy tinh thần nhanh nhỉ. Không ăn vào được. Tướng quân của chúng ta bị tấn công à? Xốc bọn này cho anh. Ôi mấy con lạc đà này, đừng đánh, đứng một chỗ. Lạc đà là phải di chuyển liên tục. Đúng rồi. Lính spy nó cũng đập chứ chả phải sợ. Lạc đà nó không sợ đâu. Lính spy nó cũng đạp. Thử ngay hai khẩu pháo của nó nhỉ. Bắn bình rát quá. Để cho nó mất tinh thần rồi mà không diệt nó nhanh. Đầu lâu mất quân. Khử qua cho nó. Nó bắn bọn cung tên mình nhiều quá nhỉ.
Lùa thôi, nhanh. Tiến lên. Ok rồi. À nó lão với tướng của mình. Bọn này thâm thật. Mấy cái xe bắn đá nó bắn hết đạn rồi kìa. Kinh nhỉ. Bọn nó có pháo khác hẳn. Bộ pháo ghê. Chết bầm như nó đi. Giết thằng tướng của nó là xong. Mấy khẩu pháo nó hơi dã mình hơi ác đấy. Ôi ôi nó giết được hơn 200 thằng mình. Thảo nào. Mình không diệt mấy khẩu pháo ngay từ đầu để nó làm loạn quá. Mà chả sao. Nó về thành giữ sức rồi. Bắt đầu truy hầu á. Mình không hứng lắm. Không hứng. Bọn này nó cũng không chịu dễ cúi đầu lắm đâu, mình không tin tưởng bọn này lắm. Không tin tưởng là chúng nó chịu cúi đầu đâu. Từ việc chăn nuôi, công trình tôn giáo. Mỏ đá cẩm thạch. À ừ, thế cứ để lại. Cho cái quân đoàn này ra đây để xem nó có vấn đề gì không. À, ở đây nó còn một quân đoàn bị hẹo gần chết rồi. Vấn đề bây giờ là mình sẽ phải làm gì đây nhỉ? Chắc phải lập thằng này trước á, đánh phủ đầu. None shall pass. Đánh phủ đầu đã. Nó có hai quân đoàn đây à? Quân đoàn này lên nào không? We fight for you, my lord. Chưa lên tới lời. Ready for orders. Advance. Get the blockade set up. Mình phải đánh trước thì mình mới có cơ để thắng được. Có thể mình sẽ chọn đánh đêm thì như vậy thì cái đội hạm đội này nó không tấn công này, nhưng mà đồng thời thì mình cũng sẽ giảm được cái bọn hạm đội này thì nó buộc phải đổ bộ rồi, cho bọn này nó chạy ra, chắc như vậy thì sẽ lợi hơn cho trận tiếp theo. Trận tiếp theo mình sẽ thuận lợi hơn, nếu không thì rất là khó đấy. Móng vuốt của biển cả. Tên cũng hay đấy nhỉ. Bây giờ mình phải đặt quân ở vị trí nào để pháo binh, pháo hạm nó không tấn công được. Chắc là phải đặt ở đây rồi. Pháo hạm nó có thể tấn công từ hai hướng này. Chính xác là đặt ở đây thì nó sẽ không thể tấn công được. Không thể tấn công được.
Trận này nó không có pháo thì mình sẽ cho cung đứng đằng sau. Cái bọn hạm đội của nó bắt buộc phải đổ bộ rồi. Lãnh chúa sa mạc xuất sắc giáp, xuất sắc tấn công chống kỵ binh rất cao sức khỏe. Xuất sắc sát thương xuyên giáp, xuất sắc trận tác phương tầm xa. Chống bộ binh tốt, chống bộ binh. Xuất sắc trận sát thương tầm xa cả. Hạ nặng. Bọn này là rất nặng. Nó buộc phải đổ bộ mà. Nó di chuyển sang bên này à? Mình cho quân lên đi. Tháp canh nó bắn đến đâu? Ở xa. Nó đang đổ bộ. Vẫn chưa vào tầm bắn à? Bắt đầu đổ bộ rồi. Pháo nó chưa bắn đến đây đâu mà. Bắt đầu di chuyển vào trong. Cho sập cái tháp canh này đi. Quân tiến vào cho nó an toàn. Ẩn nấp à? Khỉ thật.
mấy con ngựa kia nó lẩn chỗ nào rồi nhỉ? Bọn lũ binh của nó gớm quá nhỉ. Nó không đánh vỗ mặt mình, nó lại chạy vòng vòng này à. Ý đồ. Vào đây mà đánh. Không đánh chạy vòng vòng kiểu gì ấy nhỉ? Bọn này ngớm thật. Cử ngay hai bọn này ra đây, giải quyết ngay bọn này. Cần gì phải lập đội hình. Pam luôn. Mấy con ngựa này của nó chạy loanh quanh quá nhỉ. Còn phải lập đội hình, đánh nhau bọn này không cần lập đội hình. What the hợi. Lì thế nhở. Nó không đánh trực tiếp vào mình. Quá nhanh lên sao. Lập đội hình nó đi chậm lắm. Rồi xong. Lính của mình vẫn chất nên là mình chơi được. Kinh à, lạc đà nó chơi cả lính speed luôn, chả sợ. Có ai phải lập đội hình. Xong vào đây. Vào đây. Bọn đây nó kéo cờ trắng à. Chắc phải lập đội hình làm gì cho nó mệt. Di chuyển chậm. Nó có đánh được đâu. Chạy tan tác hết rồi. Chiến thắng anh Dũng kìa. Đánh lỗi quá. Anh Dũng cái mẹ đi. Trận này chọn hồi quân thì mình cũng
Nhưng mà còn một quân đoàn đứng ở kia, 9% quân, 9% quân thì ready for orders. Tướng lên được cấp rồi. Ở tướng mình rank thấp thảo nào. Nhảy ra ngoài phát. Cho thằng này cắm vào đây. Liệu nó có dám đánh không nhỉ? Khả năng là không. Khả năng là không. Còn khu vực Trung Đông này thế nào? Một lượt nữa, mua xong. Vì bên này chị An ổn nhỉ? Cho hạm đội vào đây. Vào đây đi em ơi. Tạm ổn. Quân đoàn của Thái tử. Tạm ổn. Mình đang xây các công trình đền thờ. Đang nghiên cứu quánh vào đâu được bây giờ. Tiến tiếp thì mình cũng hơi khó. Chưa đủ lực lượng. Nhưng mà có khi phải mua nhà quân chứ nhỉ. Cấp 3 là đủ mà. Công trình văn hóa của bọn này cấp 3 đủ. Thôi qua lượt đã. Cấp 3 là đủ rồi. Vấn đề là Sassanid khi nào thì nó đánh nhau với mình. Chắc mình cố gắng cầm chân nó trong khoảng một thời gian ngắn ngắn nữa, trước khi nó định phát động một cuộc chiến với mình. Nhưng mà để đề phòng thì mình cứ lên mua thêm vài quân đoàn nữa để chuẩn bị tiến sang phía của Sassanid thôi. Nếu không nhanh là mình có thể bị đánh hội đồng đấy. Hiện tại ở nhà mình đang có một quân đoàn rồi đúng không? Mình cần điều thêm khoảng tầm 2 quân đoàn nữa đóng ở khu vực Trung Đông này. Chưa tiêu diệt được nó ngay nhưng mà mình cũng có thể giữ được hòa bình. Có thể là cần có hạm đội không nhỉ? Chắc là chưa cần. Ô. Trận đánh vì danh dự. Nó hết sạch quân rồi. Nó mất thành cuối cùng rồi, nó buộc phải công. Xong phim. Ok. Có quân nổi dậy châu Phi kìa. À. Vây thành kia của mình. Sắp một lượt thì mình lại hồi quân rồi, mọi chuyện sắp lại easy thôi, không vấn đề gì. Quân nổi loạn. À, để xem cái vùng quân nổi loạn này nó có xe bắn đá không đã. Phe phái bị diệt. Kết hôn, ok. Nâng cấp tướng. Bỏ một cái xe bắn đá đi. Đợi xem nó có xe bắn đá không đã nhá. Nó có xe bắn đá thì mình farm xe bắn đá. Rồi, tướng này lên cấp tiếp. Tướng lên cấp, cộng vào đây. Quân đoàn này chờ hồi thêm ký quân nữa đã. Sau này sẽ được cử tấn công với thành phía nam của nó. Sau này tấn công dọc biển. Nâng công trình bây giờ tốt rồi.
Chúng ta có một quân đoàn ở đây rồi đúng không? Cho nó sang sông luôn. Hay lập thêm quân đoàn nữa mới được. Chỗ này có thể mua được lính, bên này thì mua được xe bắn đá. Bắt đầu tập trung xây các công trình văn hóa, tôn giáo đã. Vùng này lương thực dồi dào, lên đi. Vùng này lương thực không nhiều lắm. Không nhiều lắm nhưng mà vẫn có thể mua được. Thoải mái đi, vùng này vẫn mua được. Quân mà. Africa. Vùng này lương thực khá tốt. Công trình tôn giáo là bắt buộc phải xây. Nếu không muốn là... Vùng này lương thực cũng được. Chắc ổn. Tiêu thụ 50 lương thực à? Có thể dần dần mình bỏ công trình này đi thôi. Không hết thực mất. Hết tiền rồi. Tăng văn hóa. Cả kia nó đang vây thành của mình nhỉ. Mày nghĩ anh gà mức độ đấy à? Mày chạy te kèn. Cho chạy re kèn luôn. Còn cái hạm quân đoàn này của nó đi dưới biển thì ngu đòn nó. Lục quân mà bơi dưới biển thì hải quân nó đập chết. Chìm xuống nhá. Nói chung là hải quân, lục quân thì không xuống biển thì ngu đòn rồi. Hạm đội lên cấp. Ready for battle. Nhà nghỉ quân đoàn. Đồn điền trái cây, sửa đi. We fight for you, my lord. Leave them alive. Diệt nó đã, rồi cho kết hợp. Quá đơn giản. May mà mình giết ngay một quân đoàn kia của nó trước. Nên là mình có thể... Bây giờ thì đánh liên hợp. Phải thế. Phải thế thì mới nhanh được. Chắc là hết quân ở đây rồi. Ba quân đoàn bị tiêu diệt thì chắc là không còn nhiều quân. Ready for orders. Còn kia, trên kia còn một quân đoàn này, hay một hạm đội. Một hạm đội. My lord. Quá rồi. Quá là ngọt là nào. Hết tiền để sửa. Hết tiền để sửa. Mấy công trình này mình không dùng, phá đi. My lord. Ready for battle. Khu vực bên này mới căng nhỉ. Yeah. Chưa biết tiến kiểu gì. My lord. Yes.
Ready for orders. Sasanit, xem điểm ngoại giao với thằng Sasanit thế nào. Đang suy yếu này, rất nguy hiểm. Lượt sau chắc phải bơm cho nó tí tiền để lấy giữ cái điểm ngoại giao với nó một quãng nữa. Mình giải quyết xong thằng Đông Nam Mã đấy, thì bắt đầu mình mới tính với thằng Sasanit được. Bây giờ mà chiến tranh với cả Sasanit là mình sẽ gặp vấn đề. Mình không đủ lực, thực sự là không đủ lực. Thôi, chiếm thêm đất bây giờ không phải là một giải pháp hay. Nhân vật này chưa được chỉ định. Thống đốc. Thống đốc ngon phết nhỉ. Chai xanh khá nhiều. Đây rồi, một hạm đội nữa ở đây. Hạm đội này sẽ phải lên đây. Vậy là mình đã có duy trì 3 hạm đội khá gần nhau đấy. Và phố bên này thì cứ bình tĩnh đi, lượt này chắc không làm việc gì được. Mấy thằng Ostrogoth, Visigoth này chưa biết làm gì bây giờ. Làm thế quái là mấy thằng Viking phương Bắc lại mò xuống tận đến Địa Trung Hải thế này nhỉ. Mình có lẽ cần một quân hạm đội đóng ở khu vực phía Nam. Một hạm đội cùi thôi cũng được. Có lẽ mình sẽ xử lý cái thằng dợ nó đang du mục trên đất của thủ đô của mình. Để cái thằng đấy nó ở đấy, bệnh lao ở đâu ấy. Lấy vợ à? Con vợ này xấu quá, không cho lấy. Phá mấy công trình này đi. Hồi quân nhanh vãi lúa nhở. Let them cower before our might. We take this settlement for you, my lord. Không cho chúng nó kịp đẻ quân. Xong. Phải thế thì mới giải quyết được. À, nó chỉ còn mỗi cái làng nhỏ trên này thôi. Phía bên trên kia là thằng quân Ly Khai La Mã rồi. À, quân đoàn lên cấp, tướng cũng lên cấp này. Đùa đâu, quân đoàn này mạnh phết đấy. Mạnh phết đấy, đùa đâu. Việt Nam này còn một quân đoàn đây. Nhưng khả năng mình sẽ mua thêm mấy con lạc đà nữa. Đây rồi, có xe bắn đá rồi. Không biết liệu có ăn được không nhỉ? Có bắt được cái xe bắn đá nhỉ? Auto thôi, mình may mắn thôi mà. Không chắc mình bắt được. 5 ăn 5 thua lắm. On the move, my lord. Hình như mình bắt được một cái gì đó. Ready for orders. Không bắt được. Chán ghê. Kệ nó, tiếp tục để cho nó nổi loạn đi. Bây giờ farm xe bắn đá nhé.
quân này hồi chưa nhỉ? Chưa hồi hoàn toàn à? Chờ tí. Bọn này chưa hồi hoàn toàn. Mình cũng không việc gì phải nóng vội cả. Ở đây chắc là cũng không có đường quân nữa đâu, bởi vì nó vừa bị đánh mình đập cho tan tác ở trên rồi. Chính xác. Từ từ. Mấy cái vùng này, mấy cái vùng này mới cần phải sửa. Asia. Quá đẹp. Một trăm thực à? Chả được hơn cái quân gì mạnh lắm. Không cần. Syria. Lăm lăm lương thực. Cái vùng này khá an toàn. Không cần phải nâng cao thành làm gì. Nâng cao thành chúng ta lại tốn quân. Chị An nó là cả một vấn đề. Cái thời gian chị An rất là lâu. Vùng này thì lương thực rất dồi dào, chúng ta cứ nâng cấp cái công trình văn hóa lên là được. Thành lập thêm một quân đoàn ở đây đã. Chúng ta có thể thành lập 4 quân đoàn nữa cơ mà. Hoạch định ra rất tuyệt vời. Hoạch định ra để thành lập quân đoàn là rất tuyệt. Bởi vì nó được cộng ngay một xảo quyệt ngay từ đầu rồi. Rồi ok. Hết tiền à? Để lần sau mua. Muốn mua cung thì phải lên đây à? Từ từ. Phí mất tí tiền. Mua cung phải lên đây rồi. Đúng rồi, đứng ở đây để mua cung nữa này. Sao nó mới xuống dưới đấy mua lính được. Ready for orders. Cho này đây nó luyện cấp á. Dù sao thì nó tương cấp thấp và nó cũng cần thời gian. Ồ, mình xem phải bổ nhiệm các cái tướng lĩnh vào các vị trí chứ. Không thế này thì mình làm sao mà lên cấp được. Mà quyền lực của mình lại hơi thấp rồi. Mấy thằng con nuôi đó. Nói chung là nhận mấy thằng thống đốc là đẹp nhất. Thằng này được.
Chỉ số cũng tạm. Có thể bổ nhiệm thêm một thống đốc tỉnh nữa. Thương gia. Tăng tôn giáo. It is an honor to serve you. Lên đây rồi à? Lên đây rồi. Chắc phải xây ít nhà lính ở đây thôi. Không đánh nhau được đâu. Chưa thể đưa quân đi được. Quân đoàn của nó mà đi xuống biển này thì ngu đòn nào. Chạy xa ghê à? Đuổi đâu? Đuổi được thì tốt quá. Toàn lính speed. Vào hạm mình bắn cho không trượt phát nào luôn. Nói chung là lính lục quân mà xuống biển thì ngu đòn rồi. Chọn hồi quân phát là mình còn đầy quân luôn. Ô thằng đô đốc lại mạnh thế. Thêm một hạm đội nữa chúng ta lên đây. Our voyage is done. Yes. Nó mà quay quân đoàn thái tử thì sao nhỉ? Mình hên liều. Rút đi hơi sớm. Rút đi hơi sớm. Lần tiếp theo là tấn công chia đốt. Có lẽ mình sẽ đốt cái vùng này. Mình không muốn tiến cao lên trên kia gặp bọn hung nô là giờ hơi ăn cắm lợn. Thôi qua lượt đi. Ôi quên mất rồi, không bơm tiền cho thằng Sassanid rồi. Không bơm tiền cho thằng Sassanid là dễ nó quánh nhau mình lắm này. Ấy, phía bắc này bị đốt tan hoang thì chắc là thằng hung nô nó đốt rồi. Mình cũng chả mò trên đấy làm cái gì cho nó mệt. Mà anh Sassanid anh đừng đánh em vội nhá. Để em còn Em còn mua quân nữa. Em mua quân xong thì anh thích thì anh ngoánh. À, tấn công hạm đội của mình. Hải quân của La Mã nó mạnh hơn hải quân mình nhiều. Ôi, nó có đến 2 hạm đội. The men must rest. Ôi. Thắng cả. À mình nhiều thuyền pháo hơn. Thắng được thì thắng, ăn tu tội gì. Hồi quân luôn. Ô ngọt thế. Hạm đội kia nó không đuổi tới. May quá. Thằng dợ này chạy lung tung dưới đất của mình. Bây giờ tiền của mình cũng khá rồi thì mình phải là mua quân nữa. Cuộc đổi loạn ở Mana Genoa.
Đây à? Mấy thằng này à? Lead reporting, my lord. Going aport. Chuyển cái công trình này thành tôn giáo của chúng ta đã này. Phá cái này đi. Đốt cái vùng này luôn. Trời nha, nó có pháo hạng. Trận này đánh auto thì mình lại hơi thiệt. We take this settlement for you, my lord. Mình rút quân xuống dưới đây phòng thủ cái bọn này. À, thành này không sợ lắm đâu, có quân phòng thủ rồi. Trong một lượt nó chưa đánh được. Thế từ từ, lượt sau đánh, lượt sau. Hồi quân đi đã. Hồi quân. Hồi quân đã, lượt sau đánh chắc hơn. Còn chỗ này thì sao? Cái này quân hạm đội này vừa mới thành lập mà. Ready for order. Laying siege to the settlement. Thái tử chiếm luôn. At your command. Nó mất vị trí hồi quân rồi. Vây cái hạm cái cảng này của nó lại, không cho nó tấn công nữa. Vây chặt cái cảng này lại. Chưa cần chiếm, vội chiếm bây giờ mình mất công phải giữ. Để cho nó không thể triển khai hải quân ở khu vực này nữa. Hồi quân cho nó nhanh xíu. Hôm nay lên cái này đi. Sassanid đâu rồi? Đang cải tiến đấy. Phải dụ dỗ thằng Sassanid để tham chiến chống lại thằng này. Chắc phải có thêm tí tiền nữa, mọi việc mới êm được. Mình phải làm nào tăng cái điểm ngoại giao Sassanid. À tốt. Tiếp tục tăng. Ổn rồi. Mình còn kẻ thù với những ai nữa không nhỉ? Có hai thằng mình với nó đánh nhau. Rồi, mình với nó cùng chung, hoàn toàn chung kẻ thù luôn. Mọi việc sẽ ổn thôi. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Đưa quân đi đâu cô? Không giữ cái thành bên dưới này à? Nó không giữ à? Bây giờ phải thuyết phục được thêm cả mấy thằng này nữa này. Mấy thằng à? Đúng rồi. I have little gain in wasting the day on you. What you say had better please my ears. Chắc nó phải bơm tiền nó mới chịu. Chẳng biết mấy thằng kia nó ở tận đâu nhỉ? Tốt rồi, chúng ta có thêm một Sit friend and let us talk. And let us have good wine until we can talk no more. Bơm tiền cho chúng nó đã. Mình và chúng nó đã có điểm chung bởi vì là chúng ta vừa tuyên chiến với mấy thằng kẻ thù của nó là mấy thằng người Anh. Greetings, friend. We will speak together whenever you wish, but bring words that can warm our hearts. Cộng một xảo quyệt này.
Ôi. Chắc vụ này phải 6.000. Rất toàn tướng tăng xảo quyệt. Ôi ngon. Vừa lấy một cô vợ. Ngon thế. Chúng ta có một cái để tăng điểm ngoại giao với mấy thằng dợ. Ừ, tốt. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. Mình không muốn chiến tranh nhiều với bọn này. Bây giờ thì thằng nào nhỉ? Thằng nào chiến tranh với thằng này rồi? Thằng này à? Ồ, ngọt. Thuyết phục được thằng này nữa thì ngon nhỉ? Đó nhẽ mình nên từ từ chiến tranh với từng thằng một, mình làm một phát cả ba luôn. Bây giờ khó thuyết phục nó quá. Đấm thêm tiền vào mặt cho nó xem chịu không? Đấm thêm tiền vào. Đấm thêm tiền. 6.000 đi. Không chịu. Để lượt sau đi. Từ từ sẽ được mà. Đấm thêm tiền vào mặt ra ngay. Thời buổi này có ai chê tiền đâu. 2 hạm đội. Ta vẫn còn một hạm đội đây. Vệ sinh tốt này mà nhỉ. Cần phải có công trình này không? Chắc không chứ nhỉ. Phá công trình này đi thì mình sẽ xây được vào một cái công trình gì. Từ từ, vệ sinh của cái vùng trung tâm thì hơi thấp. Thực. Sáu mươi thực. Vùng này chị An khá lên thực luôn. Thực vùng này khá, chị An cũng tạm. Còn chưa thể ổn định ngay được. Hết tiền rồi. Cái công tác ổn định trị an nó là một cái công tác quá là vất vả, mất nhiều thời gian. Bây giờ nó có thêm một kẻ thù, thằng này có thêm một kẻ thù nữa. À rồi, một quân đoàn đóng ở đây rồi. Chúng ta cần hai quân đoàn nữa. Thực sự là mình cần hai quân đoàn nữa. Chiến tranh à? Tốt. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Mấy thằng Anh Quốc thì chả biết ở tận chỗ nào, xứ sở sương mù cơ mà. Đáng nhẽ mình tuyên chiến với từng thằng một để lôi cả ba thằng dợ để đánh nhau với cái thằng Ả Rập thì tốt hơn nhỉ? Gamadatia. Gì ấy? Đánh chiếm cảng biển mình à? Nó mới mua thêm mấy khẩu pháo.
Mình chả thích đánh nhau kiểu đấy. Nó chiếm mình quay lại mình đập nó luôn, sợ gì? Nó dám chiếm thành đấy mình quay lại mình đập luôn. Cha tụi gì quánh nhau. Nó tính toán khôn ngoan phết đấy, đùa đâu. Mấy thằng này đi lên sa mạc để chết cháy thôi. Mình cần có đồng minh. Thực sự là mình cần có đồng minh để đảm bảo giải quyết cái thằng này đấy. Lọ vua. Vãi nhỉ. Lock of Wu. Chúa tể chiến tranh. Quân đoàn của mình có tên là Chúa tể của chiến tranh. Mày không có quân ở đây à? Giải quyết nhanh đã. Mình sẽ cố gắng thiết lập vài cái mối quan hệ đồng minh ở đây. 40.000 một lượt. Kinh tế của mình cũng khá. Nhà lính thì chắc không cần đâu. Ready for orders. Chơi lạc đà xịn hay dùng cái lạc đà này nhỉ? Lạc đà xịn thì ngon hơn. Ôi hết thực rồi. Làm nào bây giờ? Không có công trình gì có thể tăng thực được nữa. Rồi. Tất cả những thứ có thể tăng thực mình đã mua rồi. Ồ. Cho nó lên 15 nâng cấp cả thể cho nó nét. Rồi khiên giáp đi. Xây công trình văn hóa này. Xây cái ruộng. Tăng trị an lên đã. Hôm nay lương thực thì limit một sợ. Bây giờ là một vấn đề. Quân đoàn này sẽ phải cử lên phương Bắc rồi. Đóng quân vào đây ngay. Put your backs into it. Easy into port. Fleet reporting, my lord. Ready for orders. Cả bên này thì chắc là chúng nó chưa dám đánh. Thủ đây đi. Cả này chắc là chưa đánh được. Nó rút hết quân sang bên này cả. À nói. Mình vừa đánh đến đâu mình phải có cái lực lượng hải quân đến đấy để mình có thể bảo vệ các cái cảng biển. Nếu không thì hơi khó đấy. Ready for battle. Rồi mình có thể kiểm soát được cái vùng biển này rồi thì cái hạm đội này nó gần như là không có nhiều việc nữa rồi. Sao đây đi. Nó chưa chắc lắm.
vừa chiếm được. Thật kìa. Chúng ta sẽ bắt nó phải tính toán xem là nó sẽ đầu quân tư quân ở đâu, tiếp tục vây mình hay sẽ đuổi cái hạm đội của mình. Nếu đuổi hạm đội của mình thì cũng không tới đâu cả, đuổi hạm đội này thì càng thế. Tốt thôi, lương thực sung túc, chúng ta được cộng một bổ sung và tăng trưởng tất cả các vùng. Tốt. Không biết có xe bắn đá xịn đâu nhỉ. At your command. On the move, my lord. Set up a blockade. Destination reached. Đốt xử cái thành đi. Đốt đốt đốt. Mình sẽ không tiến sang châu Phi làm gì cả. À, sang Iberia làm gì hết. Hai điểm. Tướng khá mạnh rồi. How may I serve you? Sabotage, as your order, my lord. Disguises itself as failure. Mấy thằng Good and noble friend, what an honor you do us. Come speak. Không chịu à? Đang cải tiến à? Tăng khá tốt. Tốt rồi, tạm thời mấy thằng gần mình ấy. Thằng này nó chiến tranh với toàn La Mã với Phanh. Không sợ. Ready for orders. Tạm ổn. Nói chung tình hình tạm ổn rồi. Ready for orders. We fight for you, my lord. Khi cần có thể tiếp viện lên được chứ. Đấy, bọn này lân được giáp rồi này. Nhưng mà không đủ tiền rồi. Tướng à? Thẩm quyền khi chỉ huy. Hay thế. Dĩ khi thi đấu với các đế quốc phương Đông. Tốt. Ready for orders. On the move, my lord. Đợt sau là phải thành lập một quân đoàn ở đây à? Nhà xe bắn đá mình đập rồi. Mua ngựa ở đây. Cũng căng nhỉ. Cũng căng nhỉ. Chỗ này mới căng lên. Không biết là nó có đuổi xuống mình không. Hai hạm đội này mà nó đuổi là mình chạy te kèn ấy. Dụ mấy thằng này đánh nhau mới La Mã đấy. Chắc ổn. Phía Bắc thì mấy thằng Langoba, Ostrogoths,
Sasanid. Sớm hay muộn thằng Sasanid nó cũng phải sẽ tuyên chiến với mình. Vấn đề chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình cũng không biết lúc nào. May quá nó không đánh quân đoàn đấy của mình. Mấy ông dợi ông làm gì, ông chạy lâu nhông trên đất nhà mình. Ý cái chú là dưới nào? Kinh nhở, liên thủ đánh mình á. Ô mẹ nó, toàn pháo này nó chết dở ấy, đùa đâu. Chắc phải lùi sâu một xíu rồi. Thằng này có 2 khẩu pháo ra đây. Thằng này có đến 4 khẩu pháo. Tổng cộng có 8 khẩu pháo đây cơ. Bộ binh của nó thì mình hoàn toàn không sợ, nhưng mà pháo thì làm vấn đề ấy. Rút quân xa xa một tí cho nó đổ bộ vào. Kinh, hai thằng này liên minh với nhau à? Lúc đầu thì nó đánh nhau, bây giờ nó liên minh để nó đập mình. Giỏi. Cũng thông minh. Cũng thông minh đấy. Chặn đây phát đã. Chặn đây là chúng nó chỉ có thể đi vào từ đằng ít xa này. Ô, pháo hạm cho nó vào đánh thôi. Ba cái thuyền này thì coi như xong rồi. Đổ bộ luôn đi cho nó nhanh. Rồi cứ rút quân ra đã. Wiser men would flee before our numbers. Enemy reinforcements are bearing down. The enemy has been sighted. Rút quân ra sau đấy. Không pháo hạm nó lỡ cho to đầu. Thằng lang nhỏ này thì nó không chiếm được. Mấy thằng này cứ để lại đây được. Đâu vãi lúa. Cho ba thanh niên này lên đây đứng. Ôi, cái làng này nếu mà chơi phòng thủ mà không bị có pháo thì đứng ở đây thủ thì phê phải biết nhỉ. Có đúng 2 cổng vào. Cổng phía bên này bị chặn rồi, nó không vào được. Đúng rồi. Nó chỉ đi đường này là chủ yếu thôi.
bộ binh mình đứng đây. Bộ binh nó thì đúng là mình không sợ thật, nhưng mà pháo hạm nó thì mình không có cách nào khử. Nó toàn hải quân là mình bắn cũng không thua được, cho nó lên bờ. Phá tháp canh của mình à? Đây là sẽ bị quất cái tảng đá này thì nó sẽ giảm bớt tỷ lệ bắn trúng của pháo hạng nó hơn. Có lẽ mình đánh sâu một tí nữa nhỉ. Bọn này sẽ là bọn chịu đòn trước. Nhanh, nó vào nó phá mất pháo của mình rồi. Bỏ mất pháo đi để... Xong thằng tướng nó rồi. Rồi đứng đây đi, tiếp tục đứng đây phòng thủ. Cứ để nó vào, pháo hạng nó bắn gớm lắm. Nói chung hải quân của nó thì mình không sợ. Bộ binh của mình bập chết luôn. Để pháo chỗ này thì đẹp nhỉ. Rồi rút mấy con ngựa ra đã. Cho xông ra bây giờ là chết đấy. Pháo hạng nó lã cho to đầu. Rồi mấy thằng cung này cứ đứng đây để ứng đạn tí cũng được.
Nó bắn tên cầu vồng, rất sợ. Diệt thằng này luôn. Bị pháo hạng nó bắn à? Hay cái gì bắn nhỉ? Quá lì thế. Đợi cho nó vào. Cái gì vậy? Lã pháo hạ đến tận đây kìa. Mấy con lạc đà giải quyết được rồi. Cái pháo con này mình cũng không khoái lắm. Bắt được mấy khẩu pháo to thì tốt. Ôi nó lùa ác quá. Đang muốn bỏ bớt cái pháo con này đi. Nhưng mà kích nổi loạn mãi chưa được khẩu pháo to nào. Pháo từ ngoài kia vào ác quá, cả bắn tên cả lã pháo. Chạy ở đây đi, chạy hết cả nhà của mình rồi. Mấy thằng pháo hạng nó bắn mãi chưa thấy hết đạn nhỉ. Binh của mình thì chẳng sợ gì chúng nó luôn. Pháo binh La Mã à, hết đạn rồi, bây giờ chán bở. Nó vẫn còn mấy khẩu pháo nữa mà, nhiều pháo lắm. Chưa thì giải quyết ngay được. Bộ binh của mình bây giờ xông vào là bị pháo nó lã cho vỡ đầu. Nó có đến mấy đội pháo hạng nữa mà. Pháo binh thì không sợ. Thoải mái. Một đội nữa chắc phải đóng ở đâu đó chỗ này. Nhưng cần có thể bổ sung vào ngay chứ nhỉ. Nó đang đóng quân ở kia thì mình sẽ cho quân vào đây. Xong rồi, mấy lạc đà trung đông giải quyết được bọn này.
quân nó đánh gớm nhỉ. Rát quá, cho đội này lên áp sát phát đánh tốc tập phát trần. Cho lạc đà lên tiếp viện phát. Bộ binh của mình lên phát đặc pháo nó lã cho vỡ đầu ấy. Ăn được. Vào đây đi. Nhanh. Tầm này nó không lã được pháo của mình đâu. Chúng ta còn hai sư dự bị này nữa. Nó toàn lính kiếm. Bỏ hết mấy khẩu pháo gì. Cái gì? Lạc đà mình đánh lì thế nhỉ? Chơi bọn này chơi. Mình cũng không muốn tiến sâu vào quá, tiến sâu vào quá chết dở. Đủ một khẩu pháo là được rồi. Dừng lại. Đứng ở đây thôi em ơi. Đội này đứng đây. Pháo nó đang lã từ ngoài vào kìa. Mấy thanh niên này đứng hẳn lên đây cho nó lã. Ôi nó lã. Nó không lã với thằng cung tên này đến đâu chứ. Đội dìu vào đây rồi. Kỳ thật. Pháo hạm nó kinh quá. Cái tầm này thì nó không bắn được. Rút tạm mấy con lạc đà ra đã. Lát nữa mình cần nó hơn. Ai già. Đứng đây vẫn bị ăn đạn kìa. Chạy cứ kìa. Pháo hạm nó hơi mạnh đấy. Ôi bắn xa thế. Thành thực mà nói thì bộ binh của nó mình hoàn toàn không sợ mà. Ngắn những cái khẩu pháo của nó. Cháy thì kệ nó cháy sợ. Thủy quân hạng nặng của La Mã à? Thủy quân hạng nặng La Mã ăn được bọn này không? Giáp siêu dày luôn.
đội cung thủ rồi. Thằng ném lao đến phát để phơ tên ngay. Nó sẽ lại đổ bộ tiếp vào mà. Nó sẽ tiếp tục đổ bộ vào. Nó đông lắm. Bắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hơ, thế là bọn quân ở rác ở làng chạy hết rồi. Thủy quân hạng nhẹ đánh thuê của La Mã. Đánh thuê thì đấm làm sao được. Ném lao này nó đau phết đấy. Ném lao lắm. We are at your command. Đội quân phức hợp này đánh như nó rồi. Đổ quân liên tục vào à? Bạn cung tên vào đây được rồi. Thôi. Thủy quân hạng nặng của Byzantine. Này thì mày hạng nặng này. Mày còn bao nhiêu quân đã đổ bộ lốt anh xem này. Rồi ok. Mấy con lạc đà ra đây đấy. Mấy con cung thủ từ từ không bắn nữa. Đứng đây. Rút ra đây cho anh. Ghê nhở. Thủy quân hạng nặng à. Nó còn rất là đông và hung hãn. Bắn anh em ơi. Mấy thằng ném lao này nó mệt phết đấy. Kinh nhỉ, nó tràn vào hết ở đây được rồi. Đội này đủ thủ không nhỉ? Chắc
chắc được, chưa cần phải cho quân tiếp viện đâu. Rồi rồi cũng phải đổ bộ hết thôi. Bây giờ đội cung của mình có việc để làm. Ồ, bắn này chết của nó ấy. Chết đi. Lùi ra phía này đi em ơi. Mẹ bọn pháo hạm này. Chuyển ra vị trí nào để có thể bắn tạt sườn chúng nó. Rồi. Nó lại cho pháo lã. Lã pháo chết nhiều lắm. Đứng sát tường. Ồ. Rồi ok. Ai à, bắn tận đây cả. Ghê thật. Rồi bọn cung của mình nó bắn từ sau lưng này thì tốt rồi. Ăn được. Bắt đợi hội bắn tận đây. Phá mẹ gì mà kinh thế nhở. Nó không còn nhiều quân nữa đây. Mình cũng không sợ. Ôi. Mấy con ngựa rồi. Ai giả thủy quân hạ nặng cả. Nó còn nhiều pháo quá. Quân mình chết chủ yếu là do pháo. Rồi, mình giãn cách rồi. Ai già, thủy quân hạ nặng của La Mã mạnh ghê nhở. Kiệt sức rồi. Sung sức. Chắc phải cho bọn này luân phiên đánh nhau thôi. Không chết mất. Đội này cũng thương nặng nhưng mà nó có đang sung sức.
pháo hạm. Ôi, vẫn còn thủy quân hạng nặng cơ. Rồi, pháo nó cũng gần hết đạn rồi. Còn bên ngoài này nữa cơ mà. Còn một đống thuyền ở ngoài đấy, chưa vào tấn công. Vui vãi lúa nhỉ. Pháo của nó cũng trèo lên bờ rồi. Hết đạn thì chẳng phải trèo lên bờ. Hết đạn thì chẳng phải trèo lên bờ. Mấy thằng này nó không tham chiến à? Quân quân của chúng ta bị tấn công rồi, thôi cho tướng ra ngoài. Chỗ này không cần tướng. Ôi, chặt phát đất đầu. Con thuyền này còn pháo, còn đạn không? Xa quá không quan sát được. Mất tinh thần rồi. Ồ, lại còn pháo hạm nữa, thế này sống làm sao được. Mấy khẩu pháo ngoài biển đây. Rút mấy con lạc đà, chết bố mất. Mấy thằng cung nữa, đến đây. Ôi ôi, pháo nó lại tiếp tục lã. Thủy quân hạng nặng. Con hai khẩu pháo này nó không vào nhỉ? Nó bật chỗ này bị vướng cục đá. Vị trí đứng bắn của nó là không được đẹp. Pháo này bay. Ui.
Ai da. Phát pháo vào rồi chết cả con nó lẫn con mình. Một đội rút tạm về đây đi. Đội còn lại thì tiếp tục đứng thủ ở đây. Lạc đà mình thương nặng rồi, thôi không đánh nữa. Chiến hạm cuối cùng của nó đang được kéo vào. Vẫn bắn vào mình chỗ này à? Lấp chỗ này thì cũng phải ổn đấy nhỉ. Gọn vào. Ây à. Axman, my lord. At the double. Ready. Vãi nhở, pháo bắn vào tận đây. Bộ tạo quân của địch đã lấy lại tinh thần này. Lấy được thì cứ vào đây, ai cấm. Thủy quân hạng nặng. Mày còn mấy khẩu pháo cái nữa vào lốt đây. Thủy quân hạng nặng của La Mã. Không ngán cái gì hơn không ngán pháo. Thôi ra đây. Thằng tướng của nó để mấy con ngựa lùa phát là. Vào đây. Nó bắn tan nát cái cụ cột đá của mình rồi. Sợ hải quân thì nó cũng sợ hải quân hạng nặng. Những thằng cuối cùng hai khẩu pháo này vào lốt đây, tầm này còn liêm sỉ gì nữa, vào đi. Ok, một đơn vị quân của mình chạy rồi, có lẽ là kiệt sức rồi. Đơn vị này cũng bị thương vong nặng quá. Quân lính chúng ta đã tập hợp.
Đây đây. Hai đội khẩu pháo đó kìa. Giải quyết lốt bọn này đi. Xong đầu. Ok. Bọn này đi đâu ấy? The men have thrown down their weapons and are fleeing. Trước khi khẩu pháo nó vào, nhanh. Toàn quân rút ra ngoài này. Nhanh. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ra ngoài luôn. Our men run from the enemy. This is shameful. Hai khẩu pháo kia vào lốt thế sao nào? Bắn nào nữa. The men are broken and running for their lives. Kết thúc đi. Ui dồi ôi, một chiến thắng freak. Hoài hoài. Tiêu diệt cả cả liên quân của khả năng mình cũng không mất đơn vị quân nào đâu. Chuẩn. Chúng mày tan nát rồi. Hai hạm đội của La Mã tan nát luôn. Chả cần tiêu diệt, cứ để nó ất ơ này cũng được. Bổn phận với gọi một tướng già quá hẹo à? Hoạch định ra này. À, đô đốc thì không cần hoạch định ra, phải là đốc công. Một đô đốc của chúng ta già quá. Quyền cái lãnh đạo hạm đội. It is an honor to serve you. That is a dangerous course. Ready for orders. Cái gì? Tự do tín ngưỡng á? Cơ đốc giáo Latin nhé. Nếu như chúng ta tăng cái này thì được tí chị An, nhưng mà này thì cơ đốc giáo là tinh nhỉ. Yes. For death and honor. March. Không biết nó có pháo gì xịn không? Bỏ đi một khẩu nữa. Thích thì mua lại sau được mà. Toàn pháo củi rồi.
farm mấy khẩu pháo mà khó phết nhỉ. Command. Advance. Farm mấy khẩu pháo đã. Ready for battle. My lord. Quân đoàn này quân đoàn anh hùng, vừa đánh một trận anh hùng. My lord. Ôi kệ bọn này, không cần phải đập. Không cần đập cũng chết. Ba hạm đội của nó tấn công mình. Đốt hết. Yes. Cho mày khỏi mua quân luôn. Ây da. Quân đoàn này của mình à. Mình còn một cái hạm đội nữa đây mà. Vào đây đi ạ. Chỗ này chưa ổn được. Fleet reporting, my lord. Ngon rồi. Lưng giáp rồi đã. Úi dồi ôi. Ready for orders. Mười ba bảy vệ sinh có vẻ không cần lắm nhỉ. Quân đoàn của Sassanid. Ready for orders. We fight for you, my lord. Oh. Nó đồng minh với mấy thằng này. My lord. Tuyên chiến phát là mình sẽ bị đập nhau ngay. Nó không chả đánh được mình. Làm đây một cái hạm đội đã. Ra hậu quần. Mấy cái thuyền này rẻ bèo. Our lord needs more ships. Recruiting ships. We're going to need a bigger fleet. Thuyền cùi, rẻ bèo. Hết tiền rồi. Xem tôn giáo của mình. 44%. Đang tăng 1,7%. Cũng được. Going aboard.
ready for battle. We take this settlement for you. Nó quánh vào cái cả dưới này nhỉ? Kệ. None will escape. Đánh thì đánh. Thích thì đánh đi. At your command. My lord. Mình thử đàm phán hòa bình nó xem nào. Dù sao mình cũng hoàn thành cái nhiệm vụ ở đây rồi. The door is open to you. But if you wish to go beyond the courtyard within, speak. Nó chịu hòa bình mà. My lord. À rồi, ok. Rồi, chúng ta đã hoàn thành cái phục này rồi thì chúng ta cũng không cần phải đập nó thêm làm gì. Rồi, mọi thứ có vẻ ổn. Mọi thứ ổn rồi. Hòa bình với thằng đó, tạm thời lấy cái điểm hòa bình đã. Chiến tranh làm gì nhiều. Không cần nhiều chiến tranh vào lúc này. Bớt đi một kẻ thù rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập trung giải quyết thằng Gods of the afterlife, spare my... Ba thằng này tận phương Bắc. Hai thành. Bảy, ai à? Bốn. Mạnh phết đấy. Chiến tranh nhiều không cần thiết. Thôi được, mọi việc đã ok. Đóng hạm đội này đây là ổn rồi. Quân đoàn này cần phải sửa cái cảng này đã. Tấn công vào đây thì sao? Nó có dám đánh mình không? Chắc nó cũng không còn nhiều quân nữa để mà đánh. Đây là quân đoàn rất mạnh. My lord. Ready for battle. We fight for you, my lord. Mạch vàng. Bỏ đá thì bỏ đi. My lord. Khá nhiều sẻng. Ethiopia, Africa, vẫn đang trị an, vẫn đang tụt. Hết tiền để nâng công trình văn hóa rồi. Mình sẽ bị phạt vấn đề trị an thôi mà, nhưng mà không sao. 48% kìa. Nhận thêm một thằng con nuôi nữa.
Thái tử 29 tuổi, chỉ số rất tốt. Quyền lực vẫn chưa được cân bằng lắm. Rút quân đoàn này về được rồi. Mình sẽ duy trì ở bên này một hạm đội và một quân đoàn. Đóng ở đây một hạm quân đoàn, ở đây một hạm đội. Trường hợp có biến xảy ra mình vẫn có thể linh hoạt, linh động được. Còn lại chuẩn bị tiến xa khu vực phía đông hết. Bọn này ở phía trên này nó đang đánh nhau mấy thằng người Anh. Mấy thằng người Anh chả biết ở chỗ nào. Mình sắp chiến tranh với Sassanid đấy nhỉ. Xem điểm ngoại giao, Hung Nô ở đâu chưa thấy. Đế quốc Đông La Mã sụp đổ rồi. Mấy thằng này nó định đi gây sự à? Có mua quân ra đây. Your wisdom would be obvious to all the world if you heed my words. Thằng này nói như thế nào đây? Tạo chính phủ ngồi nhìn. Nó xin làm chư hầu của mình á. Ờ, được. Thế quái nào mà mình đức cao vọng trọng thế nhỉ? À tốt rồi. Cuộc nổi loạn diễn ra ở Thassia. Lòng trung thành đang dao động. Thằng nào mà lòng trung thành đang dao động? Đâu? Có thằng nào dao động đâu? Quyền lực 47. Chết dở. Thằng này nó trở thành chư hầu của mình thì bây giờ mình về những tuyển đội quân của nó mà mình khiến nó chiến tranh với thằng La Mã à? Nó ngon nhỉ, tự dưng xin làm chư hầu của mình chứ. Thế là thế nào nhỉ? Ready for orders. Ready for orders. Forming a blockade. Your command. We take this settlement for you, my lord. Chiếm vùng này đã. Kiểm soát toàn bộ vùng Thassia đã. Nhiệm vụ của mình. Tự dưng cho thằng nó xin làm chư hầu. Quái. We fight for you, my lord.
Ready for orders. Cải đạo bọn này ngay tức. Doanh trại tuyển quân này. Chuồng gia súc. Hoàn thành cái nhiệm vụ ở phía trên này đấy. Kiểm soát vùng Thassia. Rồi, Thassia rồi. Đây. Đây nữa. Đây. Rồi. Rồi. Đây nữa. Như vậy là khu vực phía trên mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ phải lo đánh cái khu vực phía thằng Sassanid nữa thôi. Còn phía bên này thì thằng đệ của mình làm việc khá tốt đấy. Cắm trại phát à, xem ông Đông La Mã này thế nào. Cắm quân lên đây. Cái hạm đội này của nó thì hẹo rồi, cần gì phải đánh. Vùng này phá cái nhà lính đi, phá cái công trình này đi. Phạm vi di chuyển chiến dịch hải quân. Phí tuyển dụng của hải quân được giảm rồi, nếu mà hữu quân ở cái vùng này à? Cũng tốt nhỉ. Greetings, my friend. Greetings. I think. Chứ quái nào tự dưng có thằng nó xin làm chư hầu mình. Come then, speak. The people. Thằng này nó còn lo chiến tranh phía trên, nó hơi đâu nó đánh nhau với mình. Sassanid thì vẫn đang thân với mình. Về lý thuyết là thế. 1, 2, 3. 4 thành. Bắt thằng Đông La Mã làm chư hầu chơi. Do not waste time on pleasantries and babble. Speak what you must and be done. Chả cần, dù sao mình có một thằng chư hầu là La Mã rồi. Nhưng mà nó là La Mã phương Tây, không phải La Mã phương Đông. Như vậy thì không có được đội Testudo xịn như này, lính speed như này, lính speed của bọn này yếu hơn, lính speed của phương Đông mạnh hơn. Hạm đội này nữa. Rút quân về cứ đã. Mình cũng chưa đồng minh được với thằng nào nhỉ? Chính xác mình cũng chưa đồng minh với ai cả. Tiêu diệt xong thằng Sassanid, mình phải tập trung đủ một cái lượng quân khá lớn đấy. Tập trung một lực lượng quân sự, đó là cực mạnh thì mới có thể giải quyết được chiến trường. Sassanid quân nó đông lắm. Ít nhất là có khoảng tầm 5 hạm đội và 10 quân đoàn tập trung thì mới đập được thằng Sassanid.
cần khoảng 5 hạm đội và 10 quân đoàn. Phía Bắc này bị đốt hết rồi. Hell. Quân nổi dậy toàn quân Tây La Mã nhỉ? Không có Đông La Mã. Quỷ thật. Chiếm lại được ngay. Mình có một cái hạm đội đóng ngay gần đấy. Gì đây? Abandon all hope. Who has become for us wisdom from God? Only faith could save them. The righteous cried out in fear. Do not listen to the false prophecies of the heretics. Đừng nghe những lời tiên tri của bọn dị giáo. Cast them out, for they have brought the scourge to our door. And when he opened the fifth seal, I saw the souls of them that were slain for the word of God. Lời giảng dạy của Thiên Chúa. No mercy for the wicked. Chúng ta đàn áp tôn giáo à? Đàn áp rồi. Cuộc nổi loạn ở vùng Asia. Lấy vợ à? Cộng 2 đoàn kết, cộng 1 thẩm quyền. Cho nó lấy vợ. Ở đâu chui ra đông quân này? Kỹ năng My Lord. Thanh niên này chưa có đánh đêm. Cần một điểm nữa mới đánh đêm được. Tăng nhiệt huyết. Chán nhỉ, thiếu một điểm. Destroy them. Này thì nổi loạn này. Tướng hoạch định ra nó vẫn có lợi thế hơn bởi vì nó lên đánh đêm được nhanh. Lối loạn. Lối loạn. Ready for orders. Ready for battle. Set up the watch.
Đây là con gì? Con nổi loạn à? Ready for orders. To victory! For honor and great glory! Sao thằng này bây giờ nó lại trở thành kẻ thù của mình này? Vừa lần trước nó là chư hầu mình cơ mà. Ám quỷ gì thế nhỉ? Come then, speak. Ơ, vừa lần trước nó xin làm chư hầu mình, sao lượt này nó lại thành kẻ thù của mình được? Ready for orders. Easy into port. At your command. Nó muốn gì thì nó cũng chết. Thêm một quân đoàn nữa sang đây rồi. Quân đoàn này đóng vào đây. Ready for battle. It is a great and glorious. Không có pháo là ngon, đành phải mua pháo này lại vậy. That is a dangerous course. Chị An không bị tụt nữa rồi. Thêm công trình văn hóa lên nữa thì ổn. Ở đây ổn rồi. There's a good pork roasting for you. Well met, friend. Satan. Greetings to you. Bây giờ mà mình chia đánh là mình mất khá nhiều. Bọn này nó còn chiến tranh ở đây còn dài. Ôi trời gót. Hung nô chưa thấy ở đâu cả. Tốt thôi. Mấy thằng này thích nổi loạn, dẹp luôn. Ready for orders. Yes, ready for battle. Ta chiếm lại vùng này. Quân đoàn vẹo hẹo này của nó thì làm được gì nhỉ? Quân đoàn hẹo này thì không làm gì cả. Mua ngựa, mua lạc đà. At your command. Bọn này đam to nhỉ? Máu thấp. Our Lord needs good fighters. Come, join our ranks.
tiếp tục thành lập thêm các quân đoàn nữa để chuẩn bị tiến quân sang phía Tây, phía Đông. Còn một lượt nữa chúng ta bị ảnh hưởng đến vấn đề tôn giáo. Tiếp tục sẽ có nổi loạn ở đây tiếp. Hai quân đoàn này đóng ở đây để đảm bảo an ninh thì cũng là một điều cần thiết, nhưng vẫn cần một hạm đội chứ nhỉ? Không cần, chắc hai quân đoàn là ổn rồi. It is an honor to serve you. All hands to the oars. Chắc đủ khả năng sống chống đỡ đây. Thống đốc, tăng 10 vệ sinh dịch tễ cơ mà, chắc là ổn rồi. Tôn giáo của chúng ta thế nào rồi? 48%, tăng tốc độ tăng 1,9, gần 2%. Your orders, my lord. Sassanid chuẩn bị đón nhận cơn trừng phạt của anh. Mấy cái thằng ở nước Anh nó còn ở chiến tranh với thằng Sugon nữa. Nó không thể tiến xuống chỗ mình ngay được. Nó còn phải đi qua, nó phải đánh với vô số thằng ở phía dưới này. Chúng ta duy trì cái chính sách kẻ thù của kẻ thù là bạn này, chúng ta có thể giữ được an ninh ở khu vực này. Tạm như vậy cũng là ổn. Nhưng mà sớm hay muộn mình đã tập hợp được bao nhiêu quân đoàn, vẫn chưa đủ số lượng cần thiết. Bọn này vẫn đang nội chiến với nhau. Không hiểu thằng này nó hành quân đi đâu và làm gì. Rất nhiều phe phái bị hung nô nó đốt tan xác nhà. Rất nhiều phe phái bị hung nô nó đốt nhà phải chết rồi. Lòng trung thành đang dao động. Chết rồi, số còn có 45 đây này. Thằng nào đang dao động? Có thằng nào lao động đâu? For orders. Sao không tấn công được nhỉ? We fight for you, my lord. Make yourself. Death will come on swift wings. Ah.
Né à? Né được à? Nó né được. On the move, my lord. At your command. Nó né được. Không có pháo đợi to nhỉ. Khó kiếm được mấy khẩu pháo to quá. Mấy anh Trung Đông này không biết dùng pháo to. Nhưng mà kể cũng lạ, thằng Sassanid nó lại dùng được pháo cực to ấy. We take this settlement for you, my lord. Ready for battle. Các hạm đội của mình sẽ tấn công mạnh trên này. Hard on the oars. Hạm đội nào thương nặng nhất? For honor and glory. Chìm xuồng. Hai hạm đội này tấn công dọc lên trên kia để bắt thằng Đông La Mã này làm chư hầu. Nó có một cái thành nữa ở bên trên này kìa. Yes. Trên này còn một cái thành nữa. Get the blockade set up. It is an honor to serve you. Hard on the oars. Ready for orders. Ready for battle. Making for port. Vây nhà mình. Mình vẫn còn phải mất công để dẹp loạn chỗ này chứ xong. Vấn đề dẹp loạn với chị An của Attila làm giải kinh hồn. Xem còn Sassanid đã vẫn đang cải tiến. Như vậy trong ngắn hạn chắc là chưa sao. Hoàng đế của La Mã luôn à? Cho hoàng đế của La Mã dụng luôn. Ready for orders. Okay. Okay. Mình có một cái quân đoàn vừa mới thành lập đâu nhỉ? Ở đây à? Một lượt nữa. Mua quân. Nơi đây mua lạc đà. Mua cung và mua pháo. Một quân đoàn đóng ở đây rồi. We fight for you, my lord. Get the stakes up. Orders, my lord. We need good strong men. Không biết có cần thêm một hạm đội nữa không nhỉ? Chắc không. Thêm nữa thì mình cũng hơi bí.
quân đoàn này về mua cho nó full quân. Nhưng mà chắc mình phải xây mấy cái nhà lính ở chỗ này. Ô, tình hình này cũng dở. Cứ phải đi tận một nơi xa xôi thế để mua lính cũng dở. Ô, người ổn cái tạm để này. Hay à. Đông Nam Á thì chắc là kết thúc cho lượt sau rồi. Lượt sau Đông Nam Á sẽ đi. Bốn con lạc đà đã đẹp. Mình đang có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số lượng quân đoàn chưa đủ để khả năng đánh nhau với Sassanid. Mình cần nhiều hơn thế. Hai thằng này vẫn đánh nhau. Đế quốc Đông Nam Á. Xích con nhà ngoài giá thú. Bác bỏ. Người hành hương. Hành đương đến Apollo là nó sẽ tăng cái dị giáo Hy Lạp rồi. Chắc là vậy. Yes. My lord. At your command. Attack! At once. You call this a garrison? Sửa xong nhà đã rồi, họ đi, mình đi tiếp. Ready for orders. It is an honor to serve you. Yes. It is an honor to serve you. Moving out. Fleet reporting, my lord. That course is not open to us. Yes. Hạm đội cuối cùng của La Mã ở phía bắc. Yes. Kill the coward. Chết rồi. Nhìn thấy hung nô kia kìa. What the hell? Quân đoàn nổi loạn Tây La Mã. Quân nổi loạn Tây La Mã. Blockading.
Đông La Mã chỉ còn mấy cái thành ở đây thôi. We fight for you, my lord. Với thành của anh. Mày gớm thật. Run them through. Bọn La Mã này toàn La Mã phương Tây, không phải La Mã phương Đông nhỉ? Make haste, men! Ready for battle. You call this a garrison? We fight for you, my lord. Không thèm mua xe bắn đá cơ. Cái trên này là bị đốt sạch rồi đâu. Gặp anh Hung Nô rồi. Xem mà nói chuyện tử tế với anh. À, điểm ngoại giao đang tăng. My friend, be welcome. The ancestors smile upon you. Cho 3.000 xem nào. Tốt. I have called for good wine to ease your throat and ripe women also. Mấy thằng con của mình phát có vợ hết rồi. Lấy vợ Hung Nô ấy. Con này trung thành thấp nhỉ. Thuyết phục quá. Kêu gọi sự ủng hộ của giới quý tộc lên, bởi vì là điểm ảnh hưởng của chúng ta khá cao rồi, mà bây giờ cái kiểm soát mình thấp, tăng lên thì nó tăng cái cân bằng quyền lực lên cái. My lord, laying siege to the settlement. Ready for orders. Phải nhanh đấy, không là không kịp đấy. Ready for battle. None will escape. Besieging settlement. We fight for you, my lord. Kiểm soát toàn bộ cái vùng này rồi. Đây rồi. Lượt sau mới bắt được. Bắt làm chi hầu. I am no one. Còn quân đoàn nào chỗ này chưa? It is an honor to serve you. Hạm đội. Quân đoàn đâu rồi? Đóng đây rồi. Ready for lên đây mua lạc đà ấy mày. Ready for battle. 4 con lạc đà nhá. Chơi bọn này hay bọn này nhỉ? Bọn này nhìn chất hơn chứ. Nó lạc đà đời cuối cơ mà. Nó phải hổ báo hơn chứ nhỉ? Hạm đội này cứ mua quân đi, tiền mình bây giờ có rồi. Một quân đoàn đóng ở đây. Cần thêm ít nhất một quân đoàn để đóng ở khu vực chỗ này đấy. Cần khoảng 2 quân đoàn. 2 hoặc 3 quân đoàn nữa. Mình đang tính xem cần mấy hạm đội.
cần mấy cái hạm đội. Đánh vào đây và vào đây phát nữa là chúng ta sẽ bắt lốt thằng này làm chư hầu. Thôi, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Vâng.